ý nghĩa của biểu tượng con gà trên tháp chuông nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, hay còn gọi là nhà thờ con gà, do trên đỉnh tháp chuông gắn tượng con gà trống lớn. Đây chính là điểm nhấn tạo nên nét riêng cho nhà thờ, vì từ độ cao đó con gà có thể được nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố. Nhà thờ con gà là một trong những công trình kiến trúc kiểu Roman do người Pháp để lại cho Đà Lạt. Cái tên thân thuộc đó là do ngự trị trên đỉnh thánh giá cao nhất của nhà thờ là một chú gà trống, được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ và rỗng, cao hơn nửa mét. Đặc biệt, chú gà trống được đặt trên một trục quay và có thể quay theo hướng gió. Theo niềm tin của người Kitô giáo châu Âu, chú gà trống được xem như là người báo tin về thời gian khi bắt đầu và kết thúc một ngày dài, nhắc nhở mọi người về việc dọn sạch tâm hồn cho một ngày cũ và chuẩn bị điều tốt đẹp cho ngày mới. Tượng chú gà trống cũng là hình ảnh báo tin Chúa Giêsu Kitô trở lại, sự chiến thắng cõi chết của Chúa Giêsu Kitô, nên mọi người hãy tỉnh thức đón chờ người. Ngày xưa, trong sân sự án Chúa Giêsu, chú gà trống đã gáy lúc canh ba. Tiếng gà gáy đã thức tỉnh lương tâm, lòng tin của người môn đệ Phêrô. Nghe tiếng gà gáy, Phêrô nhớ lại lời Chúa đã nói với ngài: "Trước khi gà gáy, con đã chối thầy ba lần." Tiếng gà gáy gần như thức tỉnh Phêrô ăn năn hối lỗi, trở về cùng Chúa, về cùng niềm tin. Do đó, hình ảnh con gà trống trong tôn giáo được xem như có khả năng đánh động tới lòng người, khiến người ta thức tỉnh về mặt tâm linh để không phạm vào những tội lỗi. Kính thưa quý vị và anh chị em, những chú gà trống được người Pháp đánh giá là loài vật đúng giờ, luôn cảnh giác và dũng cảm, giống với tính cách của người dân nước này. Thế nên, gà trống được người Pháp tôn lên như biểu tượng của sức mạnh, sự dũng cảm và tinh thần cảnh giác của người Pháp. Việc lấy gà trống Gaulois làm biểu tượng, trước hết nó bao hàm sự chơi chữ hài hước của người Pháp. Tổ tiên của họ là người Gaulois, trong tiếng Latin viết là Gallus. Từ này còn có nghĩa là gà trống. Một sự thật là chú gà trống trên đỉnh tháp nhà thờ con gà đóng vai trò là cột thu lôi để bảo vệ nhà thờ qua năm tháng. Tính từ ngày khởi công xây dựng đến nay thì nhà thờ con gà Đà Lạt đã hơn 88 năm tuổi, và ngôi nhà thờ vẫn kiên cố, bền vững và đẹp như một biểu tượng bất diệt của thành phố sương mù. Không chỉ là nhà thờ lớn nhất ở Đà Lạt có tầm quan trọng về mặt tôn giáo, lịch sử và nằm trong tổng thể kiến trúc chung của thành phố, nhà thờ con gà còn là một trong những biểu tượng gắn liền với thành phố sương mù. Bầu trời Đà Lạt trở nên lãng mạn khi từ nhiều góc nhìn khác nhau đều luôn in dấu tháp chuông nhà thờ với hình ảnh con gà độc đáo.